Vâng, và tiếp tục em Chiến quen và giới thiệu các bác một cặp loa 4312 dòng monitor. Đây là một trong những cặp loa rất là hot nha các bác, có nghĩa là nó vô đối trong tầm tiền 20.500.000. Các bác sẽ không khó mà tìm được một cặp loa nào mà anh được chất âm của những dòng JB 4312 và dòng loa dòng monitor cắt chôn. Cặp vừa rồi thì em đã lên đường rồi nha các bác. Cặp này tiếp tục cập bến để phục vụ các bác. Bác nào yêu thích thì alo cho em nhé. Giá 20.500.000. Đối với loa Mỹ, loa châu Âu còn là một đẳng cấp trong những làng giải trí nghe nhạc. Vâng, và đây là tổng thể khi em nó được ráp e canh vào. Sau đây em mời các bác cùng lấy e canh ra. Cặp loa rất xuất sắc nha các bác. Sở hữu là bass 30. Dòng này thì nó rất là nổi tiếng ở phân khúc nam chuộng, cực kỳ chuộng luôn nha. Và âm thanh nó rất là hay. Một bass 30, một chung, một chép nha các bác, một lỗ thông hơi phía trước và hai vi tinh chỉnh nhé. Và giá cặp loa 20.500.000 đã bao gồm phí ship. Bác làm chuyên khoản đủ em bớt 300.000, còn 20.200 cũng bao gồm phí ship. Loa rất đẹp nha các bác, gồm hai vi tinh chỉnh, giải mic và giải chép, lỗ thông hơi nằm phía giữa. Đây các bác thấy tiếng loa nha. Đây các bác thấy những người mút còn nguyên này, keo này. Đấy. Hồi xưa người ta sử dụng keo nha, keo vàng này. Trước khi bạn ốc vào người ta sử dụng keo. Đây là lo mic này. Đấy. Các thấy. Lo chép nha. Và lo bass. Tuyệt đẹp luôn nha các bác. Bác nào lấy cặp này về nghi và trưng bày alo cho em. Đánh với những con âm ly thì đặc trưng dẫn dòng lo Mỹ á. Tiếng nó hay và rất là dễ ghép âm ly. Các bác chỉ cần chơi với những con âm ly khoảng 150W hoặc 200W là ok. Sân xui lúc man mà răng vân vân. Thùng gỗ lạng sang trọng, vuông thành sắc cạnh nha các bác. Đây là cái lõi cây này các bác. À, cặp này series là series cuối là 550 và 551 nha các bác. 550, 551. Vâng, đây là cạnh loa nha các bác. Em có hình hài chụp trên Zalo và Facebook những trang cá nhân chính của em. Thì các bác có thể xem qua YouTube cái này cũng rất ok. Đây là cạnh trái. Những dòng loa nghe nhạc nổi tiếng của JB, những dòng loa Mỹ rất được anh em yêu mến. Vì tiếng nó, thứ nhất là chuẩn tiếng bass. Tiếng bass nó ra đúng tiếng bass, mềm mại, nghe rất là êm ái chứ không phải là thô cầu cập như những dòng loa Nhật. Thì anh em chơi loa Nhật và loa, xin lỗi bác, anh em chơi loa Mỹ, loa châu Âu rồi thì không bao giờ nghe được loa Nhật, đặc biệt như là cái ru nó như thế. Nó có một cái đẳng cấp riêng. Loa Nhật thì loa cổ là nghe hay. Và cổ nghi mộc mạc cho các cổ như cặp những cặp 77A, 88A, 99A. Còn những dòng lo đời mới bây giờ nghe không bằng lo Mỹ như thế này đâu. Thì em buôn bán thì em cũng có vài tư vấn như thế. Đa số anh em lần đầu chơi thì chơi lo Nhật giá nó sẽ rỉ hơn. Và có những dòng lo Nhật rất đắt tiền như là 180A nghi vẫn thua những dòng này. Nếu tầm giá thì lo Nhật không bao giờ có cửa đâu nha các bạn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào yêu mến cặp loa 4312 Cắt chôn dòng monitor series 550-551, alo trên chiến qua hai số điện thoại trên.